Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị để tìm hiểu về một loài chim tuyệt vời, con công. Con công không chỉ là một loài chim đẹp mắt mà còn là một biểu tượng của sự quý phái và độc đáo. Đầu tiên, hãy tưởng tượng một con công trắng mịn với bộ lông dài và nhẹ nhàng. Điều đặc biệt là cổ của chúng có thể mở rộng thành hình vòi sen, tạo nên hình ảnh độc đáo khi chúng muốn thể hiện vẻ đẹp và quý phái của mình. Bạn có thể nhìn thấy chúng điệu đà dạo bước xung quanh hồ như một nghệ sĩ đang biểu diễn tài năng. Chúng ta có thể nhìn thấy bộ lông rực rỡ của chim công vào mùa sinh sản của chúng, đặc biệt là mùa xuân. Con công thường sống ở những vùng nước như ao, hồ và đầm lầy. Chúng là những nghệ sĩ tài năng khi xòe cổ và lông của mình để tạo nên bức tranh tuyệt vời. Mỗi con công đều có bộ lông riêng biệt, tạo nên một mảng màu sắc rực rỡ giữa thiên nhiên. Mỗi năm, con công trống sẽ làm mới bộ lông của mình bằng cách thay lông. Lông của một con công được đủ ấn tượng khi chúng được bao phủ trong những viên pha lê nhỏ và nhờ đó chúng có thể thu hút con cái dễ dàng hơn. Con công không chỉ là nghệ sĩ mà còn là những bậc cha mẹ tận tâm. Chúng thường xây dựng tổ bằng cây cỏ ở bờ ao, tạo ra một nơi an toàn để ấp trứng và nuôi dưỡng những chú con non đáng yêu. Con cái có thể đẻ 4 đến 8 trứng và ấp chúng trong khoảng 4 tuần. Sau khi công con nở, chúng được cho ăn bởi chim mẹ trong vài ngày cho đến khi chúng bắt đầu học cách kiếm thức ăn. Khi con công được mới sinh ra, chúng không có đuôi và trên thực tế chúng không phát triển gì cho đến khi chúng được khoảng 3 tuổi. Khi con công trưởng thành, chúng sẽ dạy dỗ con chúng cách săn mồi và bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ từ môi trường xung quanh. Một điều thú vị nữa về con công là khả năng bay với sải cánh khá lớn. Dù có vẻ nặng nề khi đứng yên, nhưng khi chúng bay lên trời, chúng trở nên nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bạn có thể thấy chúng bay lượn một cách tinh tế, tạo ra hình ảnh duyên dáng trên bầu trời. Cuối cùng, con công cũng là biểu tượng của sự may mắn và hạnh phúc trong nhiều văn hóa trên thế giới. Thông thường, con công thường được liên kết với hình ảnh của sự hòa bình và tình yêu thương. Hy vọng rằng, qua chuyến phiêu lưu này, các em đã hiểu thêm về vẻ đẹp và độc đáo của con công. Hãy giữ tình yêu và sự tò mò với thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em có những khoảnh khắc tuyệt vời.